Hai chợ nhà mình ăn thì có rất là nhiều anh em nói con mắt trắng này là nó bị đuôi, nhưng thật sự không phải nó bị đuôi đâu nha anh em. Mắt trắng nó khác với lại con mà mắt mà cái ngươi nó đang đục ha. Thì mình quay video là mình quay xuyên suốt chứ mình sẽ không có cắt ghép ha. Để anh em nói là mình làm này làm kia, thật sự nó mấy con này của mình là nó chơi được trên vai mình hết. Đây, mình sẽ ra ngoài nắng xíu để mình quay cho anh em nhìn rõ hơn. Thấy không? Con mắt của nó nè. Anh em nhìn kỹ ha, tròng đen ở bên trong. Rồi xong luôn, lên trên nóc nhà chơi luôn rồi. Xuống đi con. Đó, ngoài ra chơi thì cũng lên lên vậy. Đói thì dễ lắm mà ăn no rồi cái nó vậy đó. Nó nhảy lên nó ngon me mà mới bắt nó vụ nãy giờ. Nè nè thấy không? Mắt người ta đèn hoàng đó. Chứ mắt đuôi là nó khác nha, mắt đuôi là anh em nhìn kỹ lại mà cái màu lông của nó nhìn cũng lạ hơn ta nữa. Giờ là nhốt nó phải vài bữa nữa bỏ đói lại rồi cho ăn từ từ tập lại chứ nó hết đứng chai mình nữa rồi đó. Nhiều lúc nó chơi vậy, với lại nó có nè mấy cái móng cắn nè. Hiện tại mình đang ngồi tuốt thân ngọn cây cây me ở trước cửa nhà mình nè. Sợ nó qua nhà ta thôi chứ ở trong nhà mình thì không sao hết á. Mình quay lại rõ cho anh xem. Ở trên này thì nó tối quá tối không thấy được nè. Mấy cái móng cắn của nó nè đâu. Đó. Mắt luôn nhỏ nè. Đó. Mình kiếm góc ánh sáng hơn xíu rồi. Đây. Đó nè thấy không? Nè cái lồng đen của nó mà nó trắng á thì lúc đó nó mới mù. Còn này nhiều anh em nói nó mù không phải nha. Cái bạn gì mà trúng mấy đi game đợt trước cũng nói mà nó có bị mù hay sao anh mà mắt trắng, nó không phải ha. Đây nè. Rồi nếu mà lỡ mình nói con này trống luôn thì anh em nghĩ sao? Cái này thì mình cũng chưa chắc nha, tại vì ba mình nó hay ngồi ở trước này chơi nè, nghe nói nó đi gió rồi, nhưng mà sáng giờ thì mình ngồi mình chưa thấy nó nghe nó đi, tại vì hôm qua thì ba nói đi, nhưng mà có thể là trống á, mình thấy tướng bự con lắm, có mình ảnh à, và cũng rất là dữ ha, mình tách riêng với mấy đứa kia rồi, cho nên là mình thôi giờ xuống đi. Chứ trên này vừa quay dễ ghê quá. Mình thả nó vô trong chuồng. Đây. Nè, màu không quá nè. Dùng mát khác nè, giờ nắng nè, thời gian nắng nè. Giờ nắng thì cần thử không? Dùng mát. Dùng mát cái màu lông nó kỳ lắm. Cái chuồng của nó tách đi ngay cho bạn kia rồi mà tao có cho nó chung vô bạn kia nữa rồi. Đây ăn no cái là quậy ha. Thấy không, con này hiểu mổ rồi mẹ, nó thấy không, mổ rồi nó ăn đi phân thấy ghê không, cho nên là anh em thấy chim mổ mà nó đi phân á thì anh em đừng có bận tâm với việc ủa sao đó đi phân lỏng kỳ vậy? Tại nó ăn sâu nên phân nó mới vậy. Còn nếu mà nó ăn cám á nè thấy không, khi mà mình đốt cám á chịu phân của nó nè, đó con mới đang hoàng nha. Còn nghỉ cá mới ăn cái nó bắt đầu nó đi ra phân nè, dính vậy nè, là bình thường ha. Cái đó không phải là bị tiêu chảy nha, lúc đó anh em cứ nghĩ là kêu mình bán thuốc thì lúc đó mua thuốc về á thì cho nó uống ngừa thôi, chứ thật sự nó uống hồi nó cũng vẫn đi về, khi nào anh em chân cám mới hết ha. Chứ còn ăn cái của đó thì bỏ tay rồi nha. Từ mình chơi chim nào giờ không lẽ mắt trắng mình không biết mắt trắng, rồi mắt đen mình không biết mắt đen chứ. Nè mình cho anh em xem nè, con mắt đen nè. Đây con mắt đen nè, đó thấy không, nó đâu có trắng đâu, nó trắng thì nó trắng thôi. Và anh em thấy khác biệt gì như thế nào? Thì thật sự nó là mấy con này giờ phải nó là có 102 ha, thì hiện tại máy mung bây giờ thì rất là hiếm nha. Mình thì mình chỉ mới được hai con máy mung thôi, và chim con thì mình cũng mới được hai con này thôi, bây giờ chỉ có chờ nữa thôi nha anh em. Nè ha, má người ta thì trắng, ảnh thì đen thui nha. Và mấy con kia thì mình chia cho anh em hết rồi. Có nhiều anh em hỏi tại sao mà không thấy quay video đưa về nhà mới thì tùy anh em ha.
anh em nào mà cần mình quay video không có video, mình không có Zalo của anh em á, thì mình sẽ không bao giờ mình mình đăng như vậy. Khi nào mà có Zalo á thì mình sẽ gửi cho riêng từng anh em, nên là mình không phải nào mình báo mình chia sẻ được, để có thể là anh em kiểm tra chim rồi á, anh em không có xài Zalo hay là Facebook á thì mình phải đăng YouTube để anh em thường theo dõi, anh em sẽ xem, anh em thấy được. Chứ còn mà không phải là lúc nào chim đi là mình sẽ đăng ha. Cũng có nhiều anh em thì tới thì anh em bắt buộc là anh em bắt tới nhà tận nhà anh em bắt á, thì mình cũng đâu phải là mình quay được, anh em kiểm tra tận mắt mà. Đó, giờ anh em xem lại ha, con này nó thấy gì con nãy ha, giờ thả vô mấy con kia thì nó đè là nó quýnh không được. Mắt người ta về anh em chưa đuôi. Đi chờ đã mình bắt rồi, cái giờ nói chung là nó cũng dạng mà nít mà nó thích bay, nó đang tập bay rồi á, bay ra chơi vậy á, chứ hồi bắt lại thì chịu cực, nó đói gì á thì dễ bắt ha, còn nó mà no rồi thì có đường trời mà bắt. Đây, giờ mình quay trong này nó thấy màu nó kinh khủng không, nó không có ra vậy, nó đang xì lại rồi, nhưng mà ra ngoài sáng sáng xíu lại khác ha. Giờ là hết chấm thả nó rồi, giờ là phải bó đói nha, rồi cho đút nó ăn nó mới ok được. Ây da, nó mới có được 21 ngày tuổi à. Đó, rồi cái mỏ này thì sau này nó sẽ đen ha, nó không có trắng được ha, màu của nó nè. Giờ thì ngoan hiền lắm, không bay được xíu rồi giờ là hết à. Đó là thấy không? Ngoan, ngoan hiền à. Hôm qua ngồi về nè, ba mình không nghe nó kêu, nhưng mà mình thì mình chưa nghe nữa, với lại mình cũng không dám đảm bảo ở trống, nhưng mà có thể là đoán thôi, khoáng đoán thôi, tại vì nó có một con à, có chỉ hai con ba con rồi, nhìn nó rất là dễ, có mình nó là nhìn không ra được. Nhưng mà con này thì cánh khá là đẹp em, nó phải đói lúc ăn rồi, nó giờ nó no rồi, không phải nào mà nó xè cánh đâu, nó phải đói như mấy con này nè, mấy con này giờ mới xè cánh rồi. Đó, với lại con sâu sữa mình mua cho nó ăn à. Đây là cái này nè, thì anh em cứ ra mấy chỗ nào có sâu này rất là sạch, anh em khỏi sợ nó dơ. Không ăn à, nó no lắm rồi, nó đâu thèm ăn nữa đâu. Mấy đứa mà tự mổ rồi đó, rất khó dạy, nó phải chờ đói rồi bắt đầu mưa. Và hiện tại thì nó không tật lỗi gì hết nè, mình giờ mình còn con này thôi, còn hai con này mình sẽ không có chia anh em ha, còn mình nó mắt trắng à.